Dạ con xin chào ông bà cô chú. Mình xin chào các bạn. Con mời ông bà cô chú ăn bánh. Mình mời các bạn ăn bánh. Con mời mẹ ăn bánh. Mời mẹ ơi, của mẹ đâu? Của mẹ đây. Đưa đây cho mẹ. Mẹ. Ừ, cảm ơn con. Dạ. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Thế là nhà lớp ai thắng? Mẹ ơi, mày sắp thắng con nè. 1, 2, 3 vô à. Cho mẹ miếng nữa. Cho mẹ miếng dài. Con sẽ là miếng ngắn. Ông miếng ngắn là nhanh thắng mẹ đó hả? Ê, em là con. Có kìa, có em bịch cái kìa. Dạ. Có em vịt nữa kìa. Hai em vịt giống nhau. Thôi ăn em vịt luôn. Ba em vịt luôn. Đi đâu cũng mày theo cho. 1, 2, 3, 4. Bốn em vịt luôn. Con nói là con thứ 1. Con này là con thứ 2. Con này là con thứ 3. Con này là con thứ 4. Nó tắm hình thù nó kìa. Ước nghe mới đơn nè. Người dễ lông. Nghe tiếng gì không gì? Ủa mẹ ăn con hả? Tại vì con thấy ngon quá. Con mình con ăn nhín 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 nhín. Để cho mẹ miếng nè. Ăn ngon quá, ăn nhín nhín hả? Con hả mẹ rồi. Có tiếng gì gừ gừ con nghe không? Hả? Có tiếng máy bay à? Không phải. Tiếng sấm sét. Ừ đúng rồi. Mưa ở đâu á con? Nên mưa ở đâu nên là ổng mới gầm gừ gầm gừ á mẹ. Ừ đúng rồi. Rồi cho mẹ đi. Con sẽ cho mẹ một miếng. Miếng này. Cho em vịt kìa. Nó rớt rồi, cho em vịt ăn đi. Mẹ cho em nè. Mẹ cho em nè. Quăng đại đi. Quăng đại tao không thấy không? Đúng rồi. Ăn gì nổi nữa. Chiều ăn ốc quá trời luôn. Chiều mẹ làm cỏ ốc quá chừng luôn ăn. No nê luôn rồi. Thôi mẹ thắng luôn á. Con gì nó nằm há miệng nó ra nó đòi ăn là gì? Con gì á? Con khủng long. Nó há miệng rồi ăn rồi, cho nó ăn miếng em. Con khủng long nè. Em rồi ăn nè, nó ngậm lại rồi. Rồi, cho nó ăn rồi nè. Há miệng ra. Au. Con này chỉ là đồ chơi thôi mà mẹ chứ. Con này thử phải thôi thôi mà mẹ cho nó ăn. Mình cho nó ăn giả vờ. Mình cho nó ăn chơi á. Nó cũng có kẹo nè. Kẹo này mình có rồi đúng không? Đúng rồi. Không đâu mà biết cắn hả? Đưa nó ngồi ra. Thôi cắn người ta đi. Au. Đưa nó mũi, đưa nó mũi đi. Au. Nè. Cái này là mẹ. Miếng dễ đâu mới ghét không? Ao. Ao là quá. Con thấy mẹ rồi. Thắng mẹ, mẹ thưởng cho con vịt đó. Yeah, con được 2 cái. Cho mẹ con vịt đi. Thua rồi cho mẹ 2 con vịt. Con này đu. Rồi đây cho mẹ. Con gửi được không? Dạ. Vậy được. Mẹ gửi được không? Được. Nhà quá hạt ăn nữa.
Con đẩy nè, xích vô cho mẹ. Đẩy cái này xích vô nè. Không, cái này nè, Hiếu xích vô để nó rớt ra ngoài. Rồi, luôn. Ừ, đúng rồi. Con vịt lẻ lại bị ghé lông nè. Ừ, lại chơi con. Cái ghé lông mình nó đang ghé cục dầu á. Ghé cục dầu đó hả? Ghé cục dầu có làm gì vậy con? Nó ghé cục dầu cho khô á. Ừ. Nó bôi trơn cái lông của nó, để cái lông nó không thấm nước. Trơn quá. Ăn ốc quá chừng luôn, căng bầu diều luôn à. Ăn bánh cột luôn đó mẹ. Để mẹ ăn cái con vịt đi. Wow. Em vịt màu cam. Ừ. Ngon quá. Có dọc tay á. Ừ, đúng rồi. Cái này là vị xoài nè. Nhìn nó giống vị dọc tay lắm mẹ. Không phải, cái này bị sòi á con, chứ không phải dâu tay. Mẹ ơi, con muốn ăn con vật. Ừ, ăn đi. Ừ. Cảm ơn mẹ. Ừ, cho mẹ quả dưa hấu đi. Hồi nãy mẹ ăn quả dưa hấu chưa? À đây. Mẹ quên. Cái này là hai cái quả dưa hấu. Ừ. Ừ, cho con cắn thử miếng nè. Nè, có ăn không? Ừ. Ừ. Dạ. Ừ, cái này là dưa tay. Dưa hấu. Nè, thấy chưa? Dưa tay mà mẹ. Cái màu dưa hấu nó giống như dâu tây á con. Người dưa hấu á. Ừ. Cái này ngon nè. Ừ. Cái mà con ăn quả dưa hấu đúng không? Dạ. Ừ, đây rồi. Hôm nay con đi học có gì vui không? Ừ. Cô có dạy con gì không? Dạ không. Con sao này cứng như vậy? Cứng lắm. Ừ, cứng quá, khó gỡ quá nha. Thôi khó gỡ đi, mình lấy cái kéo mày cắt đi. Hồi nãy mẹ gỡ đó kia đó. Ừ. Cái kia nó mềm á, mẹ gỡ được, con này nó cứng quá con. Ừ, nó cứng nó khó gỡ. Hồi sáng á mẹ đưa con đi học, con mẹ thấy con tập thể dục đúng không? Dạ. Ừ nè. Mẹ đứng đó luôn, sau đó là mẹ về rồi. Ừ. Con tập thể dục trong trường luôn á hả? Trong nhà luôn á hả? Chứ không có đi ra ngoài hả? Dạ, đi ra ngoài cô. Ừ. Chú đi, chú đang làm đó mẹ. À, ý là trường con đang sửa chữa, chú đang làm không ra ngoài được đúng không? Thì mẹ. Ừ. Ngon không? Cái mẹ nó hơi ngọt ngọt nè. Ừ. Em vịt này ngồi đâu là em chui đó à, nó ra mặt em kìa. Đi đâu cũng chạy lạch bạch theo hết trơn á. Đúng rồi mẹ, nó thả nó ra là nó mừng à. Ừ đúng rồi con, mừng nó có người theo nó, có người đi theo đó, nó vui, giống như bạn của nó, như mẹ nó vậy đó. Hồi chuyển mưa quá chừng luôn, không mưa nổi à. Hồi nãy vô thấy hé nắng lên rồi.
Hồi lúc mình đi mẹ đi rước con là còn nắng, về đây là hết nắng rồi, về đây là mát rồi. Kiết 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 kiết. Ôi, học con có ngoan không? Dạ ngoan, ăn hết thơm mắt, ăn hết trứng luôn đó mẹ. Dạ dạ con thấy là xem tivi á. Đúng rồi, phải ăn ngoan, phải đi học phải ngoan. Giờ nhà mẹ cho xem tivi. Ăn hết cơm, hết canh, hết thịt luôn. Như vậy mẹ mới yêu. Đúng rồi. Không ăn hết là mẹ không yêu. Mẹ phạt. Mẹ không cho xem tivi. Ngon quá. Mẹ ăn được 4 cái rồi, còn con ăn có 3 cái. Con ăn 4 cái thôi mẹ lỡ con nha. Mẹ gọi con làm gì? Đợi con ăn 4 cái với mẹ luôn. Ủa mẹ ăn 5 cái rồi sao mẹ ăn nữa vậy? Mẹ ăn nhiều rồi. Mẹ ăn được 10 cái. Mẹ ăn hết dĩa luôn. Mẹ ăn hết dĩa luôn ha. Dạ. Mẹ ăn hết gì cho mẹ lớn. Mẹ ăn hết cho bao lớn hả? Mẹ kiếm đi mà mua sữa cho con uống. Đúng rồi. Nhiều quá mẹ ăn không nổi đâu. Mẹ ăn hết luôn. Rồi con no chưa? Dạ chưa. Chưa, mẹ no rồi đó. Thấy hư luôn á mẹ đó. Nó ghê cục dầu đó. Nó lớn rồi, bắt đầu nó thay lông rồi nè. Bự ra. Trong trường bạn có hay đem ra bánh ở trong trường ăn. Không được ăn bánh ở trong trường đó mẹ. Vậy hả? Dạ. Đây. Đây này mẹ ăn đi. Con nói con gì? Con khủng long đó mẹ. Con khủng long nè. Em đi 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 rồi. Ăn rồi. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Em con vịt. Em con dưa hấu. Rồi thôi cho nó ăn luôn. Con bấm cho nó ăn. Đây đây mẹ. Đây mẹ. Con để xích vô trong này nè. Để nó gớt ra ngoài. Đúng rồi. Đó. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu. Em muốn ăn dưa hấu. Em muốn ăn dưa hấu. Mẹ nói. Mẹ nói em muốn ăn dưa hấu đi. Em muốn ăn dưa hấu. Em muốn ăn dưa hấu. Đi đây dưa hấu nè. Nhâm 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 nhâm. Em muốn ăn bánh. Em muốn ăn bánh. Bánh nè. Nhâm 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 nhâm. Em muốn ăn lỗ mũi. Em muốn ăn lỗ mũi. Ao. Em muốn ăn con mắt. Con mắt tròn quá ăn cũng được hả? Em muốn ăn lỗ tai. Cái lỗ tai này cứng mà. Vậy em muốn ăn gì? Em muốn ăn coi hả? Thôi bây giờ con ăn xong rồi con làm sao?
Dạ con ba ông bà cô chú. Con chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe, đăng ký cơ ủng hộ nhé. Bye bye. Mình ba các bạn, hẹn gặp lại sau. Bye bye.